Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Thưa quý vị, trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích để có thể chống lại được những phiền toái và những nỗi khó chịu do khí hư gây ra. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Dược sĩ Đinh Thanh Huyền, là chuyên gia trong lĩnh vực phụ khoa ở nữ giới, sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị xoay quanh vấn đề này. Xin được chào Dược sĩ Đinh Thanh Huyền ạ. Xin chào Vân và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa Dược sĩ Đinh Thanh Huyền, để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận, thì đầu tiên Dược sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ đó là khí hư là gì được không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đầu tiên thì tôi sẽ nói khí hư là gì. Khí hư đó chính là dịch tiết âm đạo của người phụ nữ. Đó, nghe nó sẽ là gần gũi với đời sống của mình hơn đúng không? Tại vì nhiều khi nghe khí hư thì nhiều khi các bà, các cô không biết khí hư là gì cả. Nhưng mà khi nhắc đến là dịch tiết âm đạo thì là mọi người sẽ biết ngay, hóa ra đấy chính là cái thứ dịch mà được tiết ra từ trong âm đạo của người phụ nữ. Và chúng ta sẽ thấy là hàng ngày chúng ta có thể cảm nhận được. Hoặc là chúng ta khi mà nhìn vào quần lót của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ thấy một chút xíu dịch mà ở phía dưới đáy quần lót, đó chính là khí hư. Vậy thì cái hiện tượng khí hư thất thường là như thế nào thưa chuyên gia? Khí hư bất thường là một loại khí hư mà thứ nhất là sẽ xuất hiện với tần suất rất là lớn và số lượng lớn và với những cái hình thái khác so với những cái khí hư khỏe mạnh bình thường. Đó, thì khác là như thế nào? Chúng ta có thể thấy là thông thường chỉ trước chu kỳ kinh nguyệt thì chúng ta sẽ thấy là lượng khí hư, lượng dịch tiết âm đạo sẽ ra nhiều hơn một chút xíu. Đấy cũng như là một điều cảnh báo, một dấu hiệu để cho chị em biết rằng mình sắp đến chu kỳ. Đó, thì đấy cũng là một dấu hiệu tốt đúng không? Để cho chị em biết là mình sẽ chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn để trước đến chu kỳ kinh nguyệt của mình. Thứ hai là chị em sẽ thấy là thông thường nếu mà bình thường á, thì cái số lượng của nó ra thì cũng chỉ hơi nhiều hơn những ngày bình thường chút xíu vào trước chu kỳ thôi. Nhưng nếu mà những hiện tượng sau xảy ra thì chị em nên lưu ý, tại vì nó là bất thường. Thứ nhất là số lượng ra rất là nhiều, và không chỉ ra vào trước ngày chu kỳ kinh nguyệt của mình, mà nó có thể ra nhiều vào bất cứ lúc nào đó. Mình sau khi một ngày trở về mà tự dưng thấy là còn lâu mới đến chu kỳ của mình, mà tại sao cái lượng dịch tiết ra của mình nó nhiều như vậy, thì mình phải đặt dấu hỏi ngay, nghi ngờ ngay, vậy là mình đang bị ra khí hư bất thường. Đó. Cái thứ hai là cùng cái ngày đó nó ra một số lượng như thế này, nhưng mà bây giờ mình đã thấy nó số lượng nó ra nhiều hơn. Đó, thì mình cũng thấy là như vậy là cũng là bất thường. Cái thứ ba là tôi sẽ phân tích về hình thái khác nhau của khí hư dạng khỏe mạnh bình thường và khí hư khi mà mình bị bệnh lý. Thì khí hư dạng khỏe mạnh bình thường thì sẽ là không có màu. Đó, và dạng đặc quánh giống như lòng trắng của trứng gà. Đó, và nó một chút xíu là chúng ta sẽ không thấy cái mùi gì cả. Đó, nó cũng chỉ là một cái loại dịch tiết thôi nên nó sẽ không có mùi. Nhưng khi mà chúng ta bị bệnh lý thì chúng ta sẽ thấy là khí hư sẽ có những cái màu sắc rất dễ để nhận biết. Đó chính là màu vàng, màu xanh, hoặc là đôi lúc nó có thể màu trắng giống như là dạng nấm á. Các bạn có thể nhìn thấy nó có bị sùi lên. Và chúng ta khi mà lại gần thì chúng ta sẽ thấy là cái mùi hôi và cái mùi tanh rất là khó chịu. Thì đấy là những cái dấu hiệu để cho chúng ta biết được rằng là cái khí hư của chúng ta đang bị bất thường. Dựa vào những kinh nghiệm của mình thì chuyên gia có thể nêu lên các nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng khí hư ở chị em phụ nữ được không ạ? Hiện nay thì có khá nhiều những nguyên nhân mà gây ra tình trạng là khí hư bất thường dành cho nữ giới. Thì sau đây thì tôi sẽ khu trú thành 5 nguyên nhân chính mà chị em có thể gặp phải mà có thể dẫn đến nguyên nhân là khí hư bất thường. Thì nguyên nhân đầu tiên đó chính là do chị em bị nhiễm nấm. Đó, thì tôi giải thích một chút xíu là ở khu vực âm hộ âm đạo của người phụ nữ thì luôn có một lượng nấm men nhất định ở trong khu vực đó, đó để mục đích của nó là cũng duy trì cái độ ẩm và độ cân bằng ở trong môi trường pH của âm hộ âm đạo thôi. Tuy nhiên trong những cái điều kiện mà
không tốt. Ví dụ như chị em vệ sinh không tốt chẳng hạn, thì nấm men đấy nó sẽ phát triển một cái chuỗi rất là mạnh mẽ và nó sẽ gây ra tình trạng là viêm nhiễm, nhiễm nấm tại khu vực ống mộ âm đạo. Thì từ như vậy thì chị em sẽ thấy là lượng khí hư rất rất là nhiều, đồng thời sẽ thấy là khu vực ống mộ âm đạo sẽ thấy rất là ngứa ngáy và khó chịu. Đó là những cái biểu hiện mà đi kèm do nguyên nhân là nhiễm nấm. Nguyên nhân thứ hai mà chị em có thể gặp phải đó chính là do bị là nhiễm khuẩn. Tại sao là nhiễm khuẩn ạ? Tại vì như tôi nói lúc trước luôn ạ, âm hộ âm đạo là cửa ngõ tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài nó, nên nếu mà chúng ta vệ sinh không đúng này, chúng ta có những cái ví dụ là giao hợp quá thô bạo chẳng hạn, hoặc là chúng ta sử dụng những cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ hoặc là dung dịch mà tẩy rửa quần áo chẳng hạn không phù hợp, thì cũng sẽ dẫn đến là vi khuẩn ở bên ngoài có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong đó. Thì như vậy là sẽ cũng dẫn đến nguyên nhân là sẽ xảy ra tình trạng là khí hư sẽ bất thường. Và đi kèm ngoài ra thì mình cũng thấy những biểu hiện khác, ví dụ như là cũng thấy là khu vực là mình sẽ tiểu bút tiểu rắt, tại vì nó là bị nhiễm khuẩn đó, nhiễm khuẩn thì sẽ dẫn tiểu bút tiểu rắt và rất là khó chịu đó. Thì đấy là nguyên nhân thứ hai là do nhiễm khuẩn. Nguyên nhân thứ ba mà chị em có thể gặp phải đó chính là do nhiễm trùng. Nhiễm trùng là sao ạ? Nhiễm trùng là có những loại trùng ví dụ như là con trùng của xanh Trichomonas đó, khi mà nó xâm nhập vào bên trong âm hộ âm đạo của người phụ nữ thì như vậy là cơ thể người phụ nữ đã bị nhiễm trùng rồi, thì nó ngoài cái biểu hiện là gây ra khí hư bất thường, khí hư ra nhiều, thì nó mọi người sẽ để ý thấy là cái hình thái của khí hư ấy, nó sẽ có màu vàng hoặc là màu xanh và đôi khi là có cả sủi bọt khí nữa đó. Thì đấy là do nguyên nhân là trùng Trichomonas gây ra đó. Nguyên nhân tiếp theo mà chị em có thể gặp phải đó chính là lúc này là do cơ thể chị em lúc mà dùng tampon, tức là một cái loại mà chúng ta sử dụng trong chu kỳ kinh nguyệt của mình á, là tampon mà chúng ta đút vào trong bên trong âm hộ âm đạo, thì chúng ta có thể nhiều khi không để ý, nhưng mà do những cái góc cạnh của cái miếng tampon đấy thì nhiều khi nó có thể gây ra những cái vết xước đó. Thì nếu chúng ta đặt không cẩn thận vào bên trong ống hộ âm đạo thì nó có thể gây ra tại những vị trí những vết xước như vậy, thì là tạo điều kiện rất tốt để cho vi khuẩn hoặc là nấm có thể xâm nhập vào bên trong đó. Thì đấy là đều là những cái nguyên nhân mà do là trong cái quá trình mà chúng ta vệ sinh này hoặc là chúng ta sinh hoạt nó chưa thực sự khoa học và đúng, thì là sẽ là các nguyên nhân gây ra tình trạng là chúng ta bị khí hư bất thường. Vâng, thưa chuyên gia, như chúng ta đã biết thì cái tình trạng khí hư sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho phái đẹp. Vậy thì chúng ta có thể phòng tránh cái tình trạng này được không? Và phòng tránh như thế nào cho khoa học nhất ạ? Hiện nay thì muốn phòng tránh khí hư do bất thường này, nói đơn giản thì cũng không hẳn đơn giản, nhưng mình có thể làm được. Đó, thì đầu tiên là chị em chúng ta nên giữ gìn vệ sinh thật sạch sẽ. Đó, đặc biệt là trước, trong và sau cái quá trình hành kinh của mình. Ngoài ra ngày bình thường thì chúng ta cũng nên tiến hành rửa vệ sinh, và đặc biệt là lưu ý là chúng ta nên chọn rửa cái nguồn nước phải là nước sạch. Đó. Thứ hai là cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ mà chúng ta chọn ấy, thì chúng ta cũng nên chọn những cái loại mà có độ pH gần với pH của trong môi trường ống hộ âm đạo. Tại vì bên trong môi trường của chúng ta là môi trường axit. Đó, nên chúng ta đừng lựa chọn những cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ mà nó quá kiềm. Tại vì nếu mà quá kiềm thì nó sẽ thay đổi pH ở bên trong ống hộ âm đạo của mình. Và như vậy khi mà pH thay đổi thì sẽ là điều kiện rất là tốt để cho vi khuẩn bên ngoài có thể xâm nhập. Đó, nên chúng ta nên lựa chọn những loại dung dịch vệ sinh phụ nữ mà phù hợp với pH của mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng không nên thụt rửa hoặc là cọ rửa quá là thô bạo và có thể gây ra tình trạng là xước ở khu vực ống hộ âm đạo. Ngoài ra khi mà tiến hành quan hệ thì cũng không nên quá mạnh. Đó, thì chúng ta cũng phải nên giữ gìn và lưu ý. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái lối sống lành mạnh, đó chính là tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, ăn uống khỏe mạnh, uống nhiều nước. Đó, đấy là những cái yếu tố mà chúng ta có thể thay đổi và cải thiện được để có một sức khỏe tốt nhất, và đồng thời đảm bảo là chúng ta sẽ phòng tránh được tình trạng là khí hư bất thường. Rất cảm ơn dược sĩ Đinh Thanh Huyền về những chia sẻ vừa rồi của chị. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của dược sĩ Đinh Thanh Huyền thì quý vị đã có thể cung cấp cho mình được thêm rất nhiều kiến thức hữu ích xoay quanh vấn đề khí hư. Và nếu quý vị còn những băn khoăn thắc mắc chưa được giải đáp thì hãy gửi thư về địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com hoặc gọi đến số điện thoại 0857-322-102 để được chúng tôi giải đáp. Còn bây giờ, Lê Vân và dược sĩ Đinh Thanh Huyền xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.